Sứ mệnh của tinh linh vũ trang vẫn luôn dẫn đường cho chúng ta. Chiến thần hỏa bạo uy phong giáng thế. Kết thành khế ước là tình bạn của chúng ta. Uy lực của chiến thần huyền phong lôi ảnh. Kề vai với tinh linh của tôi, chiến thần kim cương huyền vũ đang kêu gọi. Vạn người một lòng, mang về ánh sáng chói mắt. Mau hợp thể để chiến thần thức tỉnh. Tuân thủ vận mệnh của khế ước. Chiến đấu mạnh mẽ tiến lên. Cơ thể tinh linh đang kêu lên. Sức mạnh vô tận của chiến thần. Chào, tôi là Kỳ Tiểu Trí. Đoàn tàu thời không đưa tôi đến một thế giới tinh linh kỳ diệu. Ở đây khắp nơi đều có các loại tinh linh vũ trang thần kỳ. Tôi còn vô tình quen biết hỏa bạo bạo. Điều còn không ngờ hơn là sau khi tinh linh vũ trang và cơ thể tinh linh tiếp xúc với nhau, hợp thể thành chiến thần tinh linh có sức mạnh cực lớn. Đúng là quá ngầu. Chúng tôi cùng các chiến thần tinh linh kề vai sát cánh, diệt trừ cái ác, cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn trong chiến đấu. Tinh linh vũ trang của các cậu ở đâu? Cùng nhau đi thám hiểm nào. Tập 1. Xuyên tới thế giới tinh linh chưa biết. Xin lỗi, làm ơn nhường đường. Nhan Tịch, chuyện này là thế nào? Anh yêu, em xin lỗi. Em phải rời đi để cứu quê hương mình. Tiểu Trí và Tiểu Phong nhờ vào anh đó. Nhan Tịch, Nhan Tịch. Xin lỗi. Nhan Tịch. Mẹ ơi. Là chim ánh sáng của Nhan Tịch đại nhân. Được cứu rồi. Triệu hồi cơ thể tinh linh. Tinh linh vũ trang. Chiến thần hợp thể. Chiến thần chim ánh sáng. Ánh sáng thần thánh. Không ổn, vua tinh linh gặp nguy hiểm. Nguyệt độc, ngươi đã làm gì vua tinh linh? Ngươi tới muộn rồi. Sức mạnh của vua tinh linh và thế giới tinh linh này giờ đã thuộc về ta. Không, chỉ cần sức mạnh của vua tinh linh vẫn còn thì không tới lượt ngươi ngông cuồng đâu. Quyền trưởng của vua tinh linh đã thuộc về ta rồi. Khoan đã, bảo thạch tinh linh sao lại biến mất rồi? Không thể nào, đây chỉ là quyền trưởng không hoàn chỉnh của vua tinh linh. Nhan Tịch, hãy kiên trì. Nhan Tịch,
chúng ta đã không có cách nào ngăn cản nguyệt độc rồi. Giờ việc duy nhất có thể làm là đóng kín Dực Quốc lại, chờ đợi cứu tinh mới. Cứu tinh mới thực sự sẽ xuất hiện sao? Biến mất rồi, Dực Quốc biến mất rồi. Dậy thôi Tiểu Trí, dậy thôi. Dậy. Dậy thôi Tiểu Trí, dậy thôi. Nguy rồi, mẹ đã hứa với ba sáng nay sẽ tới bệnh viện thăm anh. Ba ơi, con tới bệnh viện đây, hỏi thăm Tiểu Phong giúp ba nha. Yên tâm, con sẽ chăm sóc anh cẩn thận. Tiểu Trí, trên đường chú ý an toàn đó. Con biết rồi. Tôi tên là Kỳ Tiểu Trí, hồi tôi 3 tuổi, mẹ tôi lên một chuyến tàu ngầm kỳ lạ. Từ đó vẫn chưa quay về, bà vẫn chưa thể tha thứ cho việc mẹ bỏ đi. Nhưng mỗi khi cửa tàu điện mở ra, tôi vẫn luôn mong mẹ đang ngồi trong khoang tàu. Bởi vì mẹ đã hứa với tôi, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại. Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện này là thế nào? Lạ thật, mọi người đi đâu hết rồi? Sao ngay cả thời gian cũng dừng lại? Hình vẽ này là... Giờ chuyện sao thế? Chuyến tàu điện này sao mình thấy quen thế nhỉ? Đây là... Đây chính là chuyến tàu điện năm xưa đã đưa mẹ mình đi. Có lẽ mẹ đang đợi mình ở điểm cuối của chuyến tàu điện này. Chẳng có một ai cả. Đây là chuyến tàu đáng sợ gì vậy? Muốn quay về rồi sao? Ở đây thú vị lắm. Cuối cùng đã dừng lại rồi. Nơi này là... Nơi này là thành phố dưới lòng đất. Cậu là ai? Sao có thể ở trong toa tàu thời không này?
cậu là yêu quái hay là thần thú? Bản đại gia là ngôi sao siêu cấp, không ai không biết, của thế giới tinh linh. Thần thoại tinh linh không có đối thủ khắp thế giới, chỉ là hỏa bạo, bạo đại nhân. Thế giới tinh linh, hỏa bạo bạo. Vậy cậu là tinh linh? Đúng thế. Cậu không giống người ở thế giới này. Lẽ nào dây chuyền này chính là chìa khóa để khởi động chuyến tàu thời không? Tấn công vô hạn. Cái gì? Chuyện này là thế nào? Cuối cùng đã tìm thấy ngươi rồi, hỏa bào bạo. Lần này ngươi hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hai cậu đã đuổi theo tôi 20 ngày rồi, không thấy phiền sao? Nếu không muốn phiền thì mau đầu hàng đi. Hơ, muốn bắt tôi ư? Vậy phải xem anh trai tôi có đồng ý không đã. Đúng. Anh trai, tôi đâu phải anh trai của cậu. Cậu nỡ lòng nào nhìn thấy tôi bị ức hiếp chứ? Chuyện đó, hai cậu là nam nhi thì đừng ỉa lớn bắt nạt bé nữa. Hơn nữa ức hiếp một loài động vật, à quên tên linh thì không hay cho lắm. Này, thằng nhóc nhà cậu ăn mặc kỳ lạ như vậy, người ở nơi khác thì đừng lo chuyện bao đồng. Tôi... Anh trai tôi là thợ săn tên linh cực kỳ lợi hại đó. Nhìn cơ bắp này đi. Lại nhìn đôi mắt tràn đầy sát khí này đi. Phí lời với nó như vậy làm gì? Xông lên Hồng La, Lục La, chúng ta xông lên. Tên linh vũ trang, chiến thần hợp thể. Chiến thần Hồng La, chiến thần Lục La. Còn ngây ra gì nữa? Mau chạy thôi, đó là chiến thần tinh linh đó. Là bản hợp thể mạnh nhất giữa máy móc của loài người và tinh linh vũ trang chúng tôi. Chúng ta đấu không lại đâu. Chiến thần tinh linh, không phải cậu chính là tinh linh sao? Nếu tôi có thể biến thành chiến thần tinh linh, bọn họ sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Bởi vì tôi ghét nhất những người bắt nạt kẻ yếu. Kẻ yếu? Ai nói tôi là kẻ yếu? Các người hôm nay đừng ai hòng chạy thoát. Nguy to, hết đường chạy rồi. Hết cách rồi. Thành phố dưới lòng đất, tuyệt đối không để chúng chạy vào. Họ không chịu buông tha chúng ta. Chỉ vì muốn bắt cóc đồ nhóc con nhà cậu hay sao? Cái gì mà nhóc con? Hỏa bào bào tôi mà biến thành hỏa bào chiến thần, một quyền là có thể giải quyết họ. Còn không phải vì tôi quá mạnh nên họ mới muốn bắt tôi đi làm thí nghiệm vô nhân đạo. Làm thí nghiệm? Tàn nhẫn quá đi. Sao cậu không biến thành chiến thần để chống lại họ? Tôi... Nếu muốn biến thành chiến thần thì phải ký khế ước với con người. Thật muốn cho cậu được thưởng thức chiến thần của tôi. Nhưng muốn tôi ký khế ước với cậu, cậu nằm mơ đi. Khế ước là cái gì? Đây là một tòa thành trì. Giải thưởng truy bắt thợ săn che mặt. Mau vào trong thành. Thầy Mo đã quy định thợ săn tinh linh ở trong thành không thể biến thành chiến thần tinh linh. Vào thành là chúng ta sẽ thoát được, đúng không?
Ta biết các ngươi đang nghĩ gì rồi. Ngây thơ quá đó. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Xem ra tên nhóc này nhiều nhất chỉ bảo vệ mình được tới đây thôi. Tiếp theo mình phải nghĩ cách thoát thân. Bỏ tay chịu chó đi. Đợi chút. Sao lại lấy dây chuyền của tôi? Nhìn đi, tên nhóc này chính là thợ săn che mặt. Không sai được. Các cậu xem đi. Đây là... Sợi dây chuyền này giống hệt như trên thông báo giải thưởng. Cậu ta chính là thợ săn che mặt mà thầy Mo muốn tìm. Hả? Hỏa Bảo Bảo, cậu đang nói gì vậy? Thợ săn gì chứ? Cậu ta ư? Bởi vậy nên bắt ai, không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Đại ca, Hỏa Bảo Bảo chạy rồi. Hỏa Bảo Bảo, cậu làm gì vậy? Mình có thể tới thế giới khác rồi. Ba mẹ cậu không dạy cậu không được dễ dàng tin tưởng ngài là sao? Bảo Bảo, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu. Chỉ có sợi dây chuyền đó thì không thể lấy đi được. Buông tôi ra. Nhóc con, đừng dãy dụa nữa. Hai người thực sự nhầm rồi. Tôi không phải thợ săn che mặt gì cả. Buông tôi ra. Giao ngươi cho thầy Mo đại nhân, nhất định sẽ được trọng thưởng. Buông tôi ra. Cứu, cứu tôi với. Có nó là mình có thể rời khỏi thế giới này rồi. Một thế giới tinh linh tệ thế này, mình đã không muốn ở lại từ lâu rồi. Khởi động đi, đoàn tàu thời không. Cái gì? Thế nào cũng không được. Tại sao chứ? Thành công rồi. Cái gì vậy? Được rồi, chúng ta đi nhận thưởng thôi. Hình như có thứ gì đó đang chạy về phía chúng ta. Vậy sao? Dây chuyền. Là cậu. Sao tôi lại quay về đây rồi? Cậu làm gì vậy? Chạy mau. Nếu không cậu bị bắt được, sẽ bị nhốt lại để làm thí nghiệm vô nhân đạo kia. Là thật, tôi đã lừa cậu mà. Lẽ nào cậu không hận tôi? Tôi nghĩ nhất định cậu có nỗi khổ khó nói. Hỏa Bảo Bảo, ngươi là định phá hỏng chuyện tốt của ta. Vừa khéo, nếu bắt được cả ngươi thì ta sẽ nhận thêm một phần thưởng nữa. Cậu làm gì vậy? Chán sống rồi hả? Không phải tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu sao? Chuyện mà Kỳ Tiểu Trí tôi đã hứa thì nhất định phải làm được. Tránh ra. Là con người thì sao bảo vệ tôi được? Để tôi bảo vệ cậu thì còn tạm được. Quả Bảo Bảo, nguy rồi, ký ức tinh linh khởi động rồi. Đây là... Tôi đừng đừng là Hỏa Bảo Bảo mà lại ký khế ước với một con người. Khế ước? Còn ngây ra làm gì? Mau triệu hồi cơ thể đi. Triệu hồi cơ thể tinh linh. Tiểu Thiết, sao cậu lại ở đây? Về nhà rồi, thế giới tinh linh.
Tên Linh vũ trang, chiến thần hợp thể. Kỳ Tiểu Trí, mau cảm ơn tôi đi. Giờ chiến thần của tôi do cậu điều khiển. Do tôi điều khiển chiến thần. Các người nghe rõ cho tôi đây. Tên cậu ấy là Hỏa Bạo Chiến Thần. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những người bạn của Hỏa Bạo Chiến Thần.